chúng ta giải phương trình tìm mixer bình phương bằng 97 nhân 98 nhân 99 nhân 100 cộng 1 thì đây ta đạt a bằng 97 thì đây sẽ là a nhân với a cộng 1 nhân a cộng 2 100 là a cộng 3 cộng 1 vậy ta ghép a với a phương a cộng 3 là a bình phương cộng 3 rồi a cộng 1 nhân hai cái này nhân lại với nhau thì đây là a bình cộng 3 cộng 1 cộng 2 cộng 1 thì cái này viết thành bằng là A bình cộng với 3 cộng 1 tất cả bình phương có x sơ bình phương ở chương này đấy và x sơ bằng cộng trừ A bình phương cộng 3 cộng 1 tức là 97 97 cộng 1 cộng 3 cộng 1 là 97 nhân 100 cộng 1 là 9700 cộng 1 bằng 9701 Vậy sơ sẽ bằng cộng trừ 9701